mong rằng em sẽ có một người thương ta sao bồi hồi mãi. Chiếc loa nó có cái độ bắt mic, độ mic nhẹ nhất trong những chiếc loa của Agnos 10 nha. Vâng, xin chào tất cả mọi người. Đây một chiếc loa karaoke xách tay huyền thoại. Có thể nói đây là một trong những chiếc loa đầu tiên của Agnos. Nó làm cho những người tiêu dùng như chúng ta thay đổi hoàn toàn cái nhận định về những chiếc loa karaoke xách tay có thể karaoke hay được mọi nhé. Chúng ta hãy cùng nhau tìm hiểu chiếc loa này nó có điều gì đặc biệt nhé. Bắt đầu. Đây là chiếc loa Agnos KS361S và bản đồng hành của nó đó là dòng loa Agnos KS360MS mọi người ha. Những năm về trước thì hãng Agnos người ta có một phòng nghiên cứu và phát triển với đội ngũ kỹ sư hầu như là những người trình độ rất cao ở Việt Nam của chúng ta, nghiên cứu ở Việt Nam nhưng sản xuất nguyên thùng nguyên chiếc tại Trung Quốc mọi người ha. Và thời điểm hiện tại là năm 2023 thì hãng họ đã lắp ráp tại Việt Nam rồi mọi người nhé. Và chúng ta hãy cùng nhau tìm hiểu chiếc loa nó lắp ráp ở Việt Nam nó khác gì với những đợt trước nó lắp ráp tại Trung Quốc mọi người nhé. Hiện tại thì cái form dáng cũng như là tất cả các linh kiện nó hoàn toàn giống nhau. Nó chỉ khác nhau một cái đó là lớp da hiện tại nó đã đẹp hơn những lớp da từ cái thời sản xuất tại Trung Quốc rất là nhiều mọi người ha. Có 3 điều mà những người sử dụng karaoke ở Việt Nam thích nhất về dòng loa Agnos KS361S này. Đầu tiên đó là về phần chất âm, cả về nghe nhạc và cả về karaoke. Phần thứ hai là mọi người thấy một thiết kế nó cực kỳ nhỏ gọn. Như vậy theo mình xách đi rất là đơn giản, tiện và gọn mọi ha. Và phần thứ ba đó là khả năng chúng ta sử dụng cực kỳ đơn giản ha. Chúng ta chỉ cần tăng giảm lượng cũng như là bật tắt giảm chế độ eco mà thôi. Và đặc biệt nhất đó là dòng loa Agnos KS361S nó sở hữu cho chúng ta một cái bộ micro không dây như thế này. Mọi người thấy ngoại hình nó cũng đặc biệt và cái kết cấu của nó cực kỳ chuyên nghiệp mọi người ha. Bình thường chúng ta sẽ hàn cái đầu micro mà cái này chúng ta vặn cái là nó vào đúng cái khớp luôn mọi người nhé. Cái điều mà hầu như là ai cũng thích, mình cũng thích nhất đó là bộ micro này nó có khả năng chỉnh được chế độ reverse không mọi người nhé. Nghĩa là chúng ta sẽ vào một cái app đó là app Cloud Karaoke, sau đó chúng ta cân chỉnh thì cái này nó sẽ chỉnh được chế độ reverse để chúng ta hát theo kiểu acoustic mọi người nha. Và thứ hai, theo cái chế độ eco và delay cực kỳ mượt của Agnos thì bộ này nó dành cho những cô chú hát những dòng nhạc bolero, nhạc xưa cực kỳ nhẹ nhàng và mượt mà. Và có thể nói KS361S và Agnos CS270 có thể nói là hai chiếc loa nó có cái độ bắt mic, độ mic nhẹ nhất trong những chiếc loa của Agnos 10 nha. Có rất là nhiều cô chú anh chị đã khen dòng loa này mic nó còn nhẹ hơn cả dòng loa Agnos CS450, NL4501 Ultra hoặc là dòng loa Agnos CS551 nữa mọi người ha. Bình thường chúng ta nghĩ những chiếc loa karaoke xách tay kích thước phải to, công suất phải lớn, tiếng bass sub nó phải mạnh thì khi đó chúng ta hát mới nhẹ, nhưng mà không phải mọi người. Bình thường những chiếc loa có cấu hình bass lớn cũng như là thùng hơi lớn thì nó sẽ đưa ra âm bass tốt, nhưng những chiếc loa như thế này nó lại đưa ra một cái khoảng giải trung rất là ngọt ngào mọi người ha. Lý do vì sao? Ở đây nó có một cái cấu hình, có thể là cấu hình thần thánh đó mọi người. Thì có rất nhiều khách hàng đã thích về dòng loa Agnos KS361S. Ví dụ như thế này, nó có cấu hình là 5 cái loa trong một, có một loa bass sub, 2 loa trung và 2 loa chép. Hai cái loa trung này cũng như là hai cái loa chép này nó đảm nhiệm ở giải trung cao cực kỳ tốt mọi người ha. Và cái loa sub này nó cũng hỗ trợ một phần ở cái giải giọng hát của chúng ta. Và liên tưởng tới cấu hình 5 loa trong một thì nó có dòng loa KS-Boy 8 và KS-Boy 9 cũng được rất là nhiều quý khách hàng ở Việt Nam chúng ta đón nhận rất nhiều mọi người ha. Với cấu hình 5 loa trong một này thì mình sẽ đánh giá chi tiết về cái phần chất âm cho mọi người xem luôn nha. Nếu mà chiếc loa này chúng ta sử dụng ở không gian phòng nhỏ, có thể nó sẽ hơi chói một chút xíu nếu chúng ta không biết cân chỉnh mọi người nha. Dòng loa này nếu ở không gian thoáng, phòng tương đối thoáng một chút xíu, âm thanh nó sẽ ok. Và thứ hai là lỗ thông hơi ở phía sau như thế này, chúng ta để ở một không gian phòng khoảng 20, 30, 40 mét vuông tương đối là tốt mọi người ha. Lý do vì sao? Nó có một cái loa bass sub, hai loa trung và hai loa chép như thế này thì giọng hát của chúng ta ra tương đối là nhẹ, ngọt ngào. Nhưng nếu mà ở không gian phòng nhỏ thì nó sẽ hơi chói mọi người nhé. Không gian phòng nhỏ chúng ta có thể cân chỉnh để chúng ta nghe nhạc được sẽ ok hơn. Một chiếc loa ra cùng đợt với dòng loa Agnos KS361S này, đó là dòng loa Agnos CS450. Thì có nhiều khách hàng khen dòng loa này nghe nhạc hay hơn, cũng như là đánh đàn guitar sẽ hay hơn mọi người nhé. Vì có hai cái loa trung và hai cái loa chép này nó đảm nhiệm ở giải trung cao rất là tốt. Nên là bình thường chúng ta chơi guitar với cái loa này nó sẽ hay hơn những dòng loa khác của Agnos mọi người nha. Đương nhiên một cái điều mà một chiếc loa karaoke xách tay kích thước nhỏ gọn còn thiếu đó là âm bass mọi người ha. Đối với một chiếc loa như thế này nó có riêng một chiếc bass sub riêng thì đương nhiên khi chúng ta sử dụng không gian phòng nhỏ nó sẽ tạo ra một độ cộng hưởng rất là tốt. Nhưng mà khi chúng ta đem ra không gian ngoài trời như thế này, chúng ta để dưới đất thì cũng tương đối ổn rồi ha. Nhưng mà nếu chúng ta đem lên trên cao như thế này thì cái lỗ thông hơi ở phía sau nó đưa cái âm bass nó ra sâu rồi mọi người, ra giải trung cao ở ngoài chúng ta nghe những dải nhạc nhẹ nhàng thì ok, nhưng mà nếu mà cần về lực bass mạnh thì nó sẽ không ok mọi người nhé. Bass của dòng loa này nó có ưu điểm là bass nó căng,
nó lạnh mạnh, nó lực, nhưng mà nó thiếu về cái độ sâu, độ mềm mại mọi người ha. Xét đi xét lại về chiếc âm thì hiếm có chiếc loa nào mình có thể dành lời khen cho chiếc loa này, vì đã có rất là nhiều khách hàng đã công nhận về model này mọi người ha. Chúng ta có thể gõ tìm về dòng loa Agnos KS361S, KS360MS, mình đã quay video rất là nhiều video review rồi mọi người ha. Bên cạnh đó thì mình sẽ chia sẻ cho mọi người về cái sự cách sử dụng chúng ta cực kỳ đơn giản luôn nhé. Ở đây nó chỉ có đó là nút nguồn, nút nhỏ, nút tăng, nút Bluetooth và nút Echo thôi mọi người ha. Cái cách sử dụng nó rất đơn giản mọi người. Chúng ta chỉ cần tắt bật nguồn nè, hoặc là nếu chưa có tiếng micro vào, chúng ta nhấn nút trừ là nhỏ nhạc, chúng ta nhấn nút cộng là tăng nhạc. Khi chúng ta đã bật micro lên thì cái nút đèn Echo này nó sẽ nháy. Thì khi đó chúng ta nhấn cộng đó là tăng cái âm lượng micro, nhấn trừ là giảm âm lượng micro. Khi micro hú chúng ta nhấn nút trừ, khi cái micro nặng chúng ta nhấn nút cộng là xong. Rất là đơn giản, dễ sử dụng rồi ha. Nhưng mà có nhiều cô chú anh chị là thấy ồ cái này nó lại không có cái nút chỉnh, nó lại khó khăn cho chúng ta. Nhưng mà bình thường mọi người, bình thường là hãng người ta đã cân chỉnh một cách hợp lý rồi. Chúng ta chỉ cần bật lên, chúng ta chỉ cần hát, chỉ đơn giản là cân chỉnh âm lượng và có hai mức echo là xong rồi nhé. Đương nhiên đối với những cô chú anh chị, nếu chúng ta muốn cân chỉnh chuyên sâu thì chúng ta cần tải một cái app đó là Cloud Karaoke và chúng ta chỉnh ở trên đó. Và đương nhiên cái app Cloud Karaoke này nó có nhiều cái tính năng rất là hay ho nữa mọi người ha. Và điều gì cũng có hai mặt của nó, vì ở đây nó không cho chỉnh nhiều thì bạn bè chúng ta tới chúng ta cũng không lo bị chỉnh sai mọi người ha. Chúng ta chỉ cần bật lên, chúng ta cân chỉnh âm lượng thế là xong. Trước khi mình cho mọi người nghe thử cái đoạn test âm thanh thực tế của dòng loa KS361S 360MS này thì mình sẽ tóm lại cho mọi người chiếc loa này nó dành cho ai nhé. Đây là chiếc loa nó dành cho ai thích cái sự nhỏ gọn, chúng ta cần đem đi chơi nhiều, chúng ta cần xách lên máy bay, hoặc chúng ta đem đi đem lại vì cân nặng của nó khoảng vài ký thôi, khoảng 6,5 kg, chúng ta xách đi xách lại cực kỳ tiện lợi mọi người ha. Và thứ hai là chúng ta để ở những không gian nhà, chúng ta không có chiếm diện tích của chúng ta, chúng ta thích những chiếc loa nó nhỏ gọn và dễ sử dụng rồi ha. Bây giờ mình sẽ phân tích về cái tiếng micro cho mọi người xem nhé. Mình đang nói từ cái micro zin của nó qua một cái loa như thế này. Hiện tại thì mọi người nghe cái tiếng của mình ở không gian ngoài trời mọi người nghe như thế nào. Hiện tại mình đang đứng cách cái loa khoảng 5m, là nhờ bạn cameraman đi xa nữa thử, cách khoảng 10m mọi người ha. Mọi người nghe cái tiếng này ở cái dãy trầm nó tương đối ấm mọi người ha. Này nó không có ưu điểm là nó thực giọng đâu mọi người ha. Nếu mình nói về sự thực giọng thì mình nói về dòng loa Paramax Passion 2C. Còn nếu chúng ta nói về độ nịnh giọng thì chúng ta sẽ nói đến Agnos NL4501 Ultra, hoặc là CS270, hoặc là dòng loa KS361S mà đang nói đây. Mọi người nghe giọng nó tương đối là đẹp mọi người ha. Giọng mình ở ngoài thì nó không có ấm được như vậy, nhưng mà qua cái loa này thì nghe nó ấm hơn, nghe nó cũng sáng hơn được mọi người ha. Nó có chúng ta là ba chế độ, một là chế độ nói chuyện, hai là mình sẽ nhấn cái đây, nó sẽ echo vừa mọi người nè. Cái này là nhiều tiếng vang. Alo, một hai sáu bảy. Alo, một hai sáu bảy. Alo, đồng nhấn cái để mọi người nghe nè. Ít tiếng vang. Alo, 1, 2, 6, 7. Còn nếu chúng ta muốn hát thì kiểu reverse, chúng ta phải phải ứng dụng Cloud Karaoke, chúng ta tắt cái echo đi, nó lên chế độ chỉ reverse không rồi nhé. Rồi nghe tiếng mic như thế nào mọi người hãy comment cho mình biết nha. Rồi bây giờ chúng ta sẽ test thử phần nhạc, rồi phần cuối mình sẽ karaoke cho mọi người nghe nha. Dù xa để thấy yêu nhau nhiều hơn, anh mong rằng em sẽ có thương em thương
những nỗi buồn mà em mong. Thương em nuôi hy vọng, thương em ôm mơ mộng, thương sao cánh ngọc lá trước gió ngàn. Thương ta sao bồi hồi mãi, đến khi nào lại vui, có những đêm chờ xa. Nãy giờ thì Ola cũng đã chia sẻ cho mọi người những cảm nhận, những cái kinh nghiệm, những cái trải nghiệm về dòng loa Agnos KS361S này rồi. Thì đây là những video đầu tiên mà Gula quay theo kiểu vừa đi vừa review như thế này mọi người nhé. Nên là trong quá trình review có gì sai sót rất mong mọi người thông cảm. Và mọi người thấy video hay và những chia sẻ bổ ích thì mọi người nhớ nhấn nút đăng ký kênh và chúng ta nhấn cho tặng Gula một nút like mọi người nhé. Và mọi người có những thắc mắc hoặc là có những cái cảm nhận như thế nào có thể nhấn vào phần bình luận bên dưới để chúng ta cùng nhau chia sẻ giao lưu nhé. Xin cảm ơn tất cả mọi người rất nhiều. Bye bye, xin chào và hẹn gặp lại.